Tôi là heo mà tôi không có bốn chân, vậy tôi là con gì? Cá heo. Lên. Trái dừa và trái dưa hấu rớt trúng đầu, cái nào đau hơn? Không có trái nào đau hơn á, tại hai trái đó nó rớt trúng đầu người ta đau. Lên. Wow. Trời ơi. Lên. Trời ơi. Lên. Wow. Trời ơi. Làm cách nào để 10 cộng 3 bằng 1? Cứ viết ra thôi. Không chính xác. 10 cộng 3 là trên đồng hồ. 10 giờ cộng thêm 3 giờ nữa là 13 giờ, là 1 giờ. Ủa nhưng mà anh nói cũng đúng mà. Viết ra giấy thì cái nào mình viết chả được. Tại mình thích mình viết thôi. Đang chửi mình ngu mình chịu. Nhưng mà mình viết ra được mà. Được. Lên. Lên. Chúng tôi có một cái gọi là khi nhiều đáp án mà có lý, khán giả đồng tình thì lên thôi. Ví dụ mà anh hỏi trong câu của anh á, làm cách nào để 10 cộng 3 bằng 1 mà không bị chửi ngu thì cái đó em sai, em chịu xuống. À, thì đó ví dụ vậy. Con cá nào bơi ngửa bụng? Cá chết. Lên. Cố lên, cố lên. Tỉnh nào có tên dài nhất Việt Nam? Bà Rịa Vũng Tàu. Lên. Ủa hay. Ủa đúng mà tại sao em cứ vậy vậy? À em nghĩ ra một cái chỗ khác. Chỗ nào, chỗ nào? Đồng bằng sông Cửu Long phải không? Thôi rồi, tiếp tục. Em hỏi tỉnh. Được rồi, anh em tiếp tục. Dạ em được cái thông minh lắm nhưng mà chỉ có không hiểu câu hỏi thôi, với câu nào trả lời cũng được hết. Vũ nữ chân dài là tên đặc sản ở miền Nam được chế biến từ con gì? Con còng. Không chính xác. Con gì vậy? Con nhái. Cũng chính xác, con nhái. Ủa cái con này là con nhái. Tại sao người ta gọi cái nhà to và đẹp là biệt thự? Biệt là biệt lập, thự là dinh thự. Không chính xác. Ủa em trả lời rồi hả? Đơn giản, biệt thự là tại vì nó bự thiệt. Ôi cái này là có trong kiến thức cũng không biết luôn nè. Này đố chữ mà. Em sẽ cố gắng. Có kia anh có trả lời không? Ok. Mình vẫn ngồi số 0 nhỉ? Ở chưa chấm nhất hả? Chưa. Ồ, hay quá. Mô là gì? Mô là gì? Là cái gì? Mô là gì? Là cái gì? Mô là gì? Mô là cái gì? Mô là gì? Tức quá, mô là gì? Mô là gì? Mô. Mô. Ủa em chưa lên được miếng nào luôn hả? Đến thời điểm này, sau 2 phút chưa đúng một câu nào. Vậy là giỏi lắm chứ bộ, đâu ai làm được như em. Ờ thì đâu ai dám làm được như em. Chỉ cần trả lời đúng những câu này, biết đâu đó, ở nơi nào đó, cô ấy sẽ nghe được. Và cô ấy sẽ suy nghĩ lại, không trở về nữa, không trở về nữa. Không trở về. Loại nhẫn nào đàn ông nên có khi đi cưa cẩm phụ nữ? Nhẫn nại. Chính xác. Con bình còn. Tĩnh. Có người đang xem chương trình này đó. Em ổn không? Ổn, dạ ổn. Loại nhẫn nào mà các ông chồng nên có khi vợ mình đang tức giận? Nhẫn nhịn. Chính xác. Dự tưởng nhẫn tâm. Lông gì đá được? Kêu là đá lông nheo, đá lông mi, lông nheo. Chính xác. Sao mà tình yêu không vậy? Sao mà tình yêu không vậy? Bây giờ hết rồi. À, hết rồi. Có 3 câu rồi. Một trận đấu võ quyết liệt. Tuy nhiên, không một nam võ sĩ nào tung ra một cú đấm hay cú đá nào cả. Hỏi vì sao? Tại vì bị liệt rồi. Đó, nó chưa hợp lý. Cái đó chưa chữ hợp lý mà. Không chính xác. Quyết liệt đó. Một chú lợn rất quyến rũ, đi đến đâu là mọi người nhìn theo đến đó thì gọi là gì? Đố chữ nha. Cứu tôi với. Hả? Gì vậy ba? Quyến rũ. Cô đây. Mình có được chơi bằng 60 triệu không? Có. Ôi giời.
Gì vậy? Năm. Trời không trăng không sao, nhà không có điện, không đèn cầy, nhưng mọi người vẫn thấy đường là tại sao? Không có đèn cầy thì có đèn dầu. Là nói chung là đáp án của em là gì? Đèn dầu. À đúng rồi. Đèn dầu. Không chính xác. Ờ giống em ơi. Đây trời không trăng không sao. À. Thì trời nào không trăng không sao? Trời là bão. Do là ban ngày. Đúng rồi. Ôi con bé dù gì nó vẫn hiểu sau khi đã trả lời. Ai đó chưa hiểu. Rồi câu hỏi tiếp theo. Trong chuyện nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, bà phù thủy đã sai ai lấy trái tim của Bạch Tuyết? Thỏ săn. Chính xác. Đây em ơi, ở nhà em có cúng chuyện không? Em cho Ly với Lan Mượn đọc lại. Ủa chứ đã anh Lâm nói là gì? Lâm nói là lính. Này chú lính kia, hãy cho mình một sâu và lấy trái tim về đây cho ba nhé. Chờ hỏi ta luôn mà. Cái gì luôn tăng mà không bao giờ giảm? Mụn. Cái gì luôn tăng mà không bao giờ giảm? Ai cũng vậy hết. Tuổi. Chính xác. Chính xác. Trong bài hát Chú voi con ở Bản Đôn, chú voi con đến từ đâu? Từ Bản Đôn. Ừ đúng rồi. Ở Bản Đôn. Em thuộc bài đó không? Em thuộc bài đó không? Dạ. Chú voi con ở Bản Đôn, chưa có nghe nên còn trẻ con. Rồi em thuộc con câu à? Từ rừng già. À từ rừng già. Chú đó mới là đáp án đúng chính xác. Ủa sao vậy? Đó nó không chính xác. Không sao, có mới câu đầu. Không sao, không sao, không sao. Ai là mẹ của chú voi con? Là con do mẹ đúng không? Đúng rồi. Chính xác. Yeah. Vậy chú voi con ở bản nào? Cái để bài kìa. Đó. Ở Bản Đôn. Không chính xác. Đáp án là ở bản nào có voi, đẻ thì sẽ có voi con. Đơn giản vậy thôi. Một ô điện thường có hai lỗ để cắm vào, vậy cả hai lỗ đều có điện, đúng hay sai? Sai hả? Sai. Tại sao lại sai vậy? Tại vì nó không có đúng. Chính xác. Mà hợp lý mà. Rồi chính xác. Đúng rồi. Đúng. Hợp lý. Rồi câu hỏi tiếp theo. Vậy làm thế nào để biết lỗ nào có điện? Mình đút tay vô thử hả? Đút tay vô thử hả? Cái gì cũng được mà đúng không? Một lần duy nhất. Chính xác. Mẹ không đúng đâu. Cái này là chúng ta gọi là trả lời cho vui thôi nha. Về nhà đừng có thử nha. Anh thử cũng được anh. Không, anh không có bệnh vậy đâu. Phải dùng cái bút thử điện chuyên dụng á. Thì bên nào sáng thì bên đó có điện. Đơn giản vậy thôi. Thêm một câu nữa thôi là thắng nha. Cố Vũ Kim đi. Ráng nha. Cố lên em ơi. Cố lên. Anh là hữu liền em. Câu hỏi tiếp theo. Cái gì đen khi bạn mua nó, đỏ khi bạn dùng nó và xám khi bạn vứt nó? Dễ mà ta. Dễ, cái này dễ nha. Quá dễ luôn. Con này quá dễ luôn. Nó nghĩ bọc thang. Trời ơi, bỏ đi, bỏ đi. Chính xác. Tới nơi rồi. Gì đây? Tới nơi rồi. Tới làm gì? Phục thù. Phục thù. Phục thù. Phục thù gì? Hôm bữa mấy anh chị lớn kêu nay đi xô mình lên đây à. Ông trường gia hôm bữa ông bỏ tôi vô luôn, ông quay quá trời luôn. Và bây giờ trên sân khấu này sẽ là màn trình diễn vô cùng đặc sắc, Lưu được nướng lên đầu, trong đó có Vinh Râu. Quá dữ. Trời nó giống mà. Chết nó luôn. Vinh Râu thấy sao? Thấy sao? Thấy sao? Có đúng rồi, thấy sao không ạ? À? Vỗ tay cho Vinh Râu các bạn ơi. Đa số khách mời đều nói xấu mà ra về đều không có tương lai tốt đẹp. Nội trong trò chơi không là không có tương lai tốt đẹp rồi. Nói. Càng ngày càng ốm hả Vinh hả? Em à. Ừ, ngày càng càng mập hả Phương? Dạ. Sao kỳ mấy đứa sao kỳ vậy? Trong nhóm mà già nặng hết trơn hả? Vậy tới là nhóm mình yêu thương nhau hả? Đoàn kết được cái đoàn kết lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Nghe tin thằng bạn nó bị ăn hiếp là phải kéo hội tới. À, nhưng mà tiền thì của anh ấy lợi giữ đúng không? Rõ ràng. Nói chung là hôm nay là gia đình Pháp TV tới đây. Vâng. Mục đích chính là tham gia để học hỏi với nhau. Chứ không phải là... Không liên quan vậy đâu. Không liên quan. Phục thù. Về dưới ngồi đi. Mấy ông phải cẩn thận tôi nha. Đây là một cô gái vô cùng xinh đẹp, đang mặc trên người một bộ đồ truyền thống để lát múa áp sa ra.
mời em giới thiệu sơ lược về cái điệu múa này được không? Dạ được ạ, à. Em tên là Thảo Ngọc. Apsara là một điệu múa truyền thống của Campuchia. Hết. Duyên dáng. Chị ơi, chị học múa lâu chưa ạ? Dạ em học múa từ nhỏ chị. Dạ. Và bây giờ chị bao nhiêu tuổi ạ? Dạ năm nay em 24 tuổi. Thân hình của chị là mập hay ốm ạ? Dạ ốm. Ốm, rất ốm. Em có học trường múa không? Dạ không anh. Không học trường múa không? Mấy bạn khán giả ơi, cho mình hỏi là bạn nó đang mặc đồ gì ạ? Đồ màu vàng rất là lấp lánh, rất là đẹp. Mặc đồ của kiểu điệu múa của Campuchia đúng không? Đúng rồi, kiểu đó đó. Người cho mình sư lượng giỏi ha. Điệu múa của Campuchia, mặc đồ Campuchia. Quá thiệt chứ. Ngoài cái điệu múa này thì chị còn biết điệu múa nào nữa không ạ? Vâng ạ, em còn biết múa truyền thống nhưng mà không chuyên nghiệp lắm ạ. Tức là chị chuyên về cái múa cái điệu này đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Ủa em ơi, em không học trường múa gì, em học múa từ đâu? Dạ em học múa từ các anh chị người Chăm. Em người Việt hay người Chăm? Em người Kinh. Chị ơi, chị đi học này thì chị biểu diễn ở đâu ạ? Dạ em biểu diễn ở các cái lễ hội chị, và những cái đợt mà giao lưu văn hóa giữa các nước như là Việt Cam nha. Cái điệu múa đó là thường là múa trong ngày gì của bên Campuchia? Đó, đây là câu hỏi thông minh nè. Dạ ngày lễ Ca Tê ạ. Lễ Ca Tê. Ông biết lễ Ca Tê gì tôi thua ông luôn á. Cái điệu múa này là múa một mình hay là múa nhóm chị ha? Dạ thường thì sẽ múa nhóm á chị. Không, nghĩ chắc chắn không phải đâu. Đúng, Phương là đang phân tích rất đúng đó. Nãy giờ nên tin Phương, bởi vì Phương ba vòng đều đã sai rồi. Hãy tin vào Phương. Mời tất cả đứng dậy. Mời năm chàng trai lực lượng vào vị trí. Bây giờ để cho các bạn có thêm niềm tin, thua thiệt á, tôi đối xử với các bạn anh quá anh tốt. Cười tôi chơi rất đẹp. Tôi không thể nào để các bạn cứ bị thua thiệt, đặc biệt là Phương. Đừng anh có đừng sai cứ thua rồi. Hoài. Hiểu chưa? Dáng này không muốn áp ra đây là mua gì? Anh quá ngu hoài. 5 giây cuối cùng. 5 4 3 2 1. Lần sau, quay. Ủa Phương, em nói không quay lại mà. Ê Phương, em nói không quay lại mà. Rồi. Rồi. Cái gì có lý do đó. Em chơi chiến thuật đánh lừa đối phương. Không, không, không. Dắt qua nhá, chị không biết nữa trời. Cái lúc đầu á là về lý trí á, em khẳng định đây không phải là cái người mà múa cái Apsara. Nhưng mà khi mà Giang dẫn bạn ấy đi ngang, em thấy trong ánh mắt của bạn ấy cái vẻ chân thật ở trong đó. Em cảm nhận được cái điều đó. Và nếu cái sự chân thật đó trong cái câu nói là nếu như mà người giả mạo, người ta sẽ tự nhận học trường múa hay gì này nọ gì lừa gạt mình, còn người ta tâm sự rất là thật lòng. Và em cảm nhận được cái sự chân thật từ cô ấy. Em thấy bạn nó trả lời được nhanh, phản ứng nhanh được cái câu hỏi của em là về lễ hội gì. Vậy ai là người chính xác? Cái người chiến thắng sẽ là... mỗi người không quay lại mang về 1.660.000 đồng. Không tin luôn á. Ủa, từ trước giờ có ai mà bị 4 lần chưa anh? Phương 4 vòng rồi chưa đúng vòng nào. Đúng là tài năng thiên bẩm. Em là ai vậy? Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Ngọc Phong My và hiện tại em đang là ca sĩ diễn viên ạ. Trời ơi. Lúc đầu thì em cũng khẳng định là em sẽ quay lại, nhưng mà khi bạn ấy lướt qua em thì em chắc chắn là em không nên quay lại. Tại ủa, sao? Lý do? Em giống chị Ribi á. Tính ra tại anh Giang mà tới nguyên một vàng nó thay đổi suy nghĩ hết luôn á. Cho anh hỏi là cái lễ hội nãy em nói là do em học hay là do em chế ra vậy? Trời ơi. Có sẵn người chỉ luôn mà anh. Anh đã nói từ đầu là chương trình của tụi anh có 375 người biên tập sẵn sàng rip nội dung các bạn học trong vòng 1 ngày thuộc ra nói như sao. Cảm ơn em cô gái xinh xắn đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn em rất là nhiều. Xin chào. Cảm ơn mọi người ạ.